Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đến với một chủ đề, đó là tại sao bạn lại có cảm giác trống rỗng và làm thế nào để mà mình lấp đầy cái khoảng trống đấy. Thì bây giờ mình sẽ cùng đi đến với cái câu hỏi là tại sao bạn lại cảm thấy trống rỗng. Ok. Thì khi bạn cảm thấy trống rỗng, tức là đang có một sự đấu tranh ở bên trong bản thân bạn. Nó đang thôi thúc bạn tìm kiếm một cái điều gì đó mà bạn cần phải bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình và để tìm kiếm nó. Vậy thì làm cách nào để tìm kiếm nó bây giờ? Bạn cần phải rời khỏi vị trí này, cần phải ra bên ngoài, tìm kiếm, giao tiếp nhiều hơn. Bởi vì bạn chỉ nhìn thấy được vấn đề của mình khi mà bạn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nó được phản chiếu qua các mối quan hệ của bạn, mối quan hệ bố mẹ, anh chị em, bạn bè, tình yêu đôi lứa. Thì trong bất kỳ một kết nối nào, nó sẽ có những cái sự xung đột, những cái đứt gãy mà bạn luôn nhìn thấy bài học từ nó. Chẳng hạn như là một mối quan hệ tình cảm đi. Tại sao một mối quan hệ lại đổ vỡ một cách nhanh chóng như vậy? Bởi vì cả hai người hoặc bạn đang có vấn đề về lỗ hổng bên trong bản thân mình. Có nghĩa là một cái niềm tin nào đó khiến cho bạn cảm thấy thiếu ở bên trong bản thân mình, và bạn tìm kiếm cái điều đó ở người khác. Đó là lý do mà tại sao những cái mối quan hệ nó không bền vững được. Tại vì khi hai người cùng thiếu hoặc một người thiếu thì người ta chỉ tìm kiếm cái người bên kia để mà lấp đầy cái khoảng trống của bản thân mình thôi. Nên là nó sẽ mang đến một cái sự ràng buộc á. Và khiến người kia bị cạn kiệt cái cốc tình cảm của họ. Bởi vì họ dùng những cái điều đó họ lấp đầy cho bạn rồi, nên là mà họ lại không được nhận lại, họ bị thiếu. Bởi vì một người, ví dụ như là một người đầy, người ta cho bạn vì, bởi vì bạn thiếu. Nhưng mà khi mà người ta cho đi rồi, người ta lại bị thiếu. Kiểu vậy đó. Đó là lý do vì sao mà các mối quan hệ nó không được bền vững là vậy. Nó hay xảy ra những cái tranh cãi, hoặc là cả hai đều có lỗ hổng, có những cái tổn thương sang chấn trong quá khứ, và cái mối quan hệ của bạn với người đó chỉ trigger, kích hoạt những cái ký ức, những cái tổn thương đó, những cái lỗ hổng đó, và dẫn đến họ phải tách rời. Họ phải tách bạn ra và bạn phải tách họ ra. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói đến cái phần là làm đầy bản thân bằng cách nào. Ok. Có một số người sẽ đi ra bên ngoài và tìm kiếm những cái thú vui, chẳng hạn như là uống rượu bia, đi quán bar, thậm chí là sex. Ok. Thì tất cả những điều đó khi mà bạn trải nghiệm rồi ấy, bạn sẽ cảm thấy nó không đủ để lấp đầy bản thân bạn. Đến một cái thời điểm nào đó, bạn cảm thấy dù bạn cố gắng, bạn làm như thế nào vào trong nữa, nó cũng không thể nào lấp đầy được cái khoảng trống bên trong bạn. Đó chính là cái lúc mà bạn quay vào bên trong để mà lấp đầy bản thân mình. Trong cái tương tác của bạn với các mối quan hệ, bạn sẽ tìm thấy lỗ hổng của mình, và bạn phải ngồi để làm việc với bản thân là cái lỗ hổng đó đến từ niềm tin sai lệch nào. Ok, vậy thì sau đó mình có đủ mở lòng để làm một người bạn đáng tin tưởng của bản thân mình không, để mà
có thể chia sẻ, lắng nghe, thấu hiểu và thay đổi cái niềm tin tiêu cực đó vào một cái niềm tin tích cực. Bạn tự làm đầy bản thân bằng những cái niềm tin tích cực mà bạn trao cho bản thân mình. Ví dụ như là bạn có một cái niềm tin rằng mình không xứng đáng, thì bạn phải công nhận bản thân mình đã. Phải công nhận bản thân mình là người xứng đáng. Có một cái câu nói là bạn hãy trao cho bản thân mình cái tình yêu mà bạn chưa bao giờ được nhận, cái sự công nhận mà bạn chưa từng được có. Hãy lấp đầy bản thân mình bằng những gì mà mình tạo ra cho bản thân mình. Mình phải công nhận bản thân mình trước, yêu thương, trân trọng bản thân mình trước. Thì khi mà bạn làm đầy cái cốc tình cảm của mình rồi, bạn sẽ tìm được một cái cốc tình cảm cũng đầy để mà cùng phát triển. Đó là một mối quan hệ bền vững, hài hòa. Ở đó có sự chia sẻ, thấu hiểu, lắng nghe, cân bằng như cái điều mà bạn đã làm cho chính bản thân mình. Mình chỉ nói ngắn vậy thôi, và hy vọng rằng các bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để đào sâu cho bản thân mình, để mình hiểu được những cái điều mà mình nói, để mà thực hành được và làm đầy bản thân mình. Ok, cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin chào.